Rồi các bạn, hôm nay cái bên chặn channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Và phần game là phần game Pichu nha. Đó, phần này mình sẽ sử dụng là OnB. Đó, với cấp độ là level 1, level 5 và max level nha. Thì test là ba cấp độ này, có thể là con nào diệt UnB là ok nhất nha các bạn. Đó, bây giờ là con max level này đã thành công nha. Đó, và phần này mình sẽ power lên nha. Power flame lên các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ power liên tục nha. Để coi có nó diệt được UnB này, Ganon Thu này là ổn không nha các bạn. Đó, mới vô là max level đó, power đó thành công rất nhanh, dùm còn level 1 và level 5 nha các bạn. Ok, đó giờ mình sẽ power coi thử là nó có thể là hạ gục được cái con zombie này không nha các bạn. Đó, phần này mình sẽ dùng là on biên các bạn. Đó, on biên qua ép lại on zombie ganh thua nha. Đó, liệu có thể vượt qua được cái con zombie ganh thua này không các bạn. Ok, cấp độ level 5, level 5 đã thành công nha. Giờ còn level 1 nữa, mình sẽ bao qua nó lên. Giờ nó thành công luôn các bạn. Đó, nói chung là cái con Flame đầu tiên nó thành công. Tiếp theo một con Flame tiếp theo nha, đó là con Fire Shooter. Đó, giờ mình sẽ bao qua nó lên nha. Nó rất là mạnh các bạn. Ok, bao qua nó lên rồi. Rồi, nó mới ra con Max Level này, mình sau khi nó bao qua và nó đã thành công các bạn. Và tiếp theo là Level 5. Đó, Level 5 này bao qua có cái gì nhanh là không các bạn. Phun lửa ra rất là nhiều nha. Rồi, level 5 đã thành công. Và còn level 1 nữa các bạn. Rồi, thành công luôn. Đó, tốt đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test một cái con Flame tiếp theo. Đó là con Flame Bitter các bạn. Bitter. Ok, mình sẽ bao quên nó lên nha. Đó, đạn bay rất là nhiều nha các bạn. Hàng trăm viên đạn nha. Đó, bao qua liên tục nha các bạn. Ok, thế là max level đã thành công nha. Tiếp theo là win level 5 và level 1. Đó, mình bao qua liên tục. Đó, các bạn nào thích kênh Viên Chàng Channel của mình hay hấp dẫn, các bạn nhớ đừng quên ấn subscribe, like, share, ủng hộ kênh Viên Chàng Channel của mình nha. Đó, các bạn nhớ comment, like, share video, my video này để giúp video này của mình phát triển hơn nha. Ok, xin chào các bạn. Rồi, tiếp tục bao qua lên. Liệu là level 5 và level 1 này có tiêu diệt được cái con zombie ăn thua này không nha. Ok luôn, đã thành công. Tiếp tục ở trên level 1 cũng thành công luôn. Đó, xong xuôi thì mình sẽ chuyển qua một con Flame mới. Đó, đây là một con Flame về băng các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thả ra là power rồi, nó sẽ ra một cái luồng băng và nó sẽ xả thêm một lèn đạn nha. Đó, nó sẽ làm chậm con Galantu này. Rồi, max level đã thành công. Tiếp theo là level 5 và level 1 nha. Đó, mình nhắc lại mình sử dụng OnB nha. OnB 3 cấp độ, level 1, level 5 và max level. Với ép lại OnB ra đây thua nha. Đó, phần này mình sẽ tổng hợp luôn và tất cả các OnB nha. OnB. Ok, level 5 đã thành công. Tiếp tục là level 1. Đó, liệu có thể chiến thắng được cái con. Ok, thành công luôn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua một con Flame mới là GB Shooter nha. Đó, bây giờ mình bao qua nó lên. Trong khi đó là nó có một cái mấy cái con lửa này, nó sẽ tạo ra một cái làn sát thương còn mạnh hơn nha các bạn. Đó, do mình bố trí mấy cái lửa này việc tiêu diệt rất là nhanh nha. Đó, mới vô là max level nó thành công rồi nha các bạn. Đó, lửa bay rất là nhiều. Nó như dạng này là nó đụng tới lửa nó sẽ kích hoạt lên nha, tạo nên một sát thương tăng lên. Rồi, thành công, level 5 nó thành công. Tiếp theo luôn, level 1 luôn, thành công luôn. Rồi, yes, chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái con Flame mới nha. Đó, đây là con Flame là hai đầu nha. Đó, bắn Ugo bắn power lên ra hai đầu. Rồi, một anh đã bị ngã. Tiếp tục level 5. Đó, bắn hai đầu nha. Cái con này đặt giữa là ok nha các bạn. Ok, nó quất luôn. Đó, đã thành công. Đó, nó win nha các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua một con Flame. Nét vào con Flame mới. Đó, được luôn. Bảo vệ lên, nó sẽ biến thành một cái cây sinh dầu. Cây giống như cây sinh dầu này, nó phải nhả như nhận ra rất là bự. Rồi, max level đã thành công. Yes. Tiếp tục level 5. Đó, level 5 xuất hiện. Thả luôn, bắn. Để có vượt qua được không nha. Áp sức nó gần Flame nha các bạn. Ơi, hy vọng thành công, hy vọng thành công. Let's go, come on. Rồi, thành công.
hút luôn power lên, mình đập luôn luôn các bạn. Một cái, hai cái, ba cái, một cái nữa. Yes, đó, thế là chúng ta đã thành công các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một con gọi là một con bi khác nha các bạn. Đó, power lên con này có hai đầu, khi mà power lên nhiều lượng sát thương như vậy nó bay lên rất là nhiều nha. Hai đầu mà nó thổi điện ra, thổi đậu rất là nhiều. Rồi, anh ở hàng Max Level đó, đó Glow em các bạn nha. Đó, còn anh Level 1 là Level 5 nha các bạn. Mút nó luôn các bạn. Đó, mình power liên tục. Mình sẽ tranh thủ mình vừa mua power, mình kích động lên cho nhanh nha các bạn. Đó, phần này xin nhắc lại mình sẽ tiếp là 3 cấp độ nha. Level 1, Level 5 và Max Level nha. Cho nó dịp là On Zombie, Galenco. Về sau mình sẽ tiếp 2 cấp độ là Max Level và Max Battery nha các bạn. Ok, quất thành công. Yes. Rồi, nét vào một con phần em mới nha các bạn. Đó, con này là con Divinitor nè các bạn. Quất luôn. Bạn bắn là nó giật lùi lại nha. Đó, khi mà trúng một viên đạn, con này có 3 viên đạn. Đó, có 2 viên hoa, 2 loại đạn. Một đạn là dí giấc cư, một loại đạn là sẽ đẩy đẩy lùi con Zombie Galenco này nha. Rồi, con Max Level đã thành công. Đó, sau khi power lên nó thành công. Cái bắn viên đạn rất là bự và đẹp nha. Giờ còn hai con nữa, còn hai cấp độ nữa, Level 5 và Level 1 nữa. Ok luôn, cái con Cowboy ha Galenco này nó cũng hơi trâu nha các bạn. Đó, thì mình cố gắng mình power để cho nó tiêu diệt được hai con Zombie này luôn. Đó, mình sẽ power bắn liên tục nha. Đó, bắn liên tục. Ok luôn, đó, bắn thuật lùi lại nha các bạn. Đó, mình bèn bắn liên tục lùi lại. Đó, là không cho nó tới gần mình luôn. Con này rất là lợi hại nha. Đó, nó yếu yếu mà nó bắn thuật với phương lại, nó bắn khi nào chết thôi à. Đó, các bạn nào thấy video này hay hấp dẫn thì các bạn nhớ comment like share nha. Đó, các bạn please hit me like share my video này nha. Ok, xin chào các bạn. Đó, vui lòng các bạn nhớ ấn subscribe, like, share, comment, like, share video này, my video này. Đó, đó là cách các bạn sẽ giúp video của mình phát triển hơn nha. Như các bạn thấy video này hay hấp dẫn thì các bạn nhớ like nhiều vô nha các bạn. Ok, xin chào các bạn. Rồi, còn một con Cowboy trên kia nữa, mình xử lý nó luôn. Đó, ok, oh yeah, vừa bắt một cái là xong. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua một con Ned và một con Flame tiếp tục. Đây là con Electric Bishopter nha các bạn. Đó, mình xin power nó lên. Đó, power nó lên, nó bắn ra là nói chung là một cái, một dính một viên đạn là một con sẽ bắn 3 cái thương. Nhắc là nhanh nha các bạn, đứa xả đứa con nha, đặt rất là nhanh nha. Đó, power, cái con mà Max Level, cái đạn nó bự nha các bạn. Ok, rồi, Max Level đây, đây. Khi mà sử dụng ở đây là nó tấn công rất là chậm. Đó, đã diệt Zombie sau cùng. Tiếp theo là nét vào một con Flame tiếp tục. Rồi, đây là một con Flame. Đó, một con Flame đó, một cái nón rất là dễ thương. Và nó bắn ra đạn màu tím. Đó, mình sẽ bao qua con này là hơi yếu nha các bạn. Con này cực kỳ là hơi yếu nha. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là gần tới nó là nó sẽ thật chứ. Nó không có đai mà nó tụt xuống, nó núp. Rồi, mắt này vừa nó thành công nha. Mình sẽ bao qua với con Flame này. Thì có tiêu diệt được cái con Zombie này không? Rồi, Level 5 đã thành công. Cố lên Level 1, ok thành công luôn. Rồi, giờ chúng ta đã test xong thì nét vào một con Flame mới. Đó, đây là một con nha, gọi là Zombie nó một cái lông bóng màu tím này nha. Khi mà bao quả lên. Đó, rồi chiến đấu cặp lực với con Valentine quanh kia nha. Đó, lửa đồ lên rất là bài bản nha, rất là đẹp nha. Ok, mình sẽ thả nó luôn các bạn. Mình không có sợ gì hết, thả nó luôn. Đó, bắn liên tục. Nếu nào ra là nó sẽ đẩy giờ cái con đây giống như con Reaper nha. Khi nó power lên nó sẽ đẩy giờ nha các bạn. Còn là con power lên nó bắn thường, nhưng mà power thì nó bắn là chỉ là dịch chuyển là thôi. Rồi, độ Max Level đã thành công. Giờ chúng ta sẽ còn bộ là Level 5 nữa các bạn. Đó, phần này xin nhắc lại mình sẽ power lên thôi nha. Đó, power toàn bộ hết mấy cái Flame này. Còn sự phá như 3 cấp độ này là có mạnh là không nha. Rồi, đối với Level 5 là biết là Level
quanh là cũng như không có bạn bắn là không có gì không tấm chiếu gì nó nghe, nhưng mà mình cố gắng mình xin bắn luôn coi thế cho nó còn nó như thế nào các bạn, cho nó khi gì chuyện nhưng đi lâu là chạy lâu là nhanh nha. Đó đã xong đó anh level 5 đã xong và anh còn anh level 1 nữa, phút một cái nữa là đi như này của các bạn này bắn thường này. Mấy cái băng này rất là đẹp nha, màu tím nha, màu tím u buồn nha. Rồi để thành công bây giờ mình nét một con pha lên tiếp tục. Đó phần này mình sử dụng on đi nha. Rồi đây là cái con là bắn lên trời nè. Đó rất là đã nha, rất là đã. Power lên nó bắn rất là nhiều. Đó cứ bắn rất là ba con này. Các bạn thấy con mắt lùa nó bắn đạn thấy nó bự hơn thôi. Rồi thì có thể tiêu diệt được 3 con dân ra vui được không em? Ok luôn, mình cũng khá gì power vô, nhưng độc. Đó, chúng nó là xuất hiện là đai liền nha các bạn. Đó, bây giờ chúng chi là nó có miếng nha. Đó, sau kỳ chúng chi là nó có miếng nguyên. Đó, xong, tức là mình mới thành công. Rồi tiếp tục là một con nét cho một con plane mới đây. Đây là con plane là dưới đất chui lên và nó sẽ bắn nha các bạn. Cũng là một dòng họ bi nha. Đó bi luôn. Bi super lên cho Hàn Quốc luôn. Mình sẽ mastery là mình sẽ power lên nha. Đó power lên. Quốc. Đó. Cục lại chào lên. Chào lên là bắn các bạn. Đó con Halloween qua là con Halloween ra lên khu này cũng mạnh nha các bạn. Rồi có đứa con này nó chui lên nó đạp mà. Đó cho nên nó ngậm các bạn, nó ngậm xong nó phun tới. Đó là cái là con mình tạo được một cái chui nha, nó phun tới các bạn. Ok, mình cứ bắn vô trong cái đầu nó cho nó phun ra các bạn. Rồi quăng cái đầu ra cái là xong. Nó nói chung là anh map level này ảnh cũng là lúc nào cũng thắng nhanh nhất nha. Đó để khi nào mình sẽ tiếp là mắt level mới master đi là coi thứ như các bạn như vậy nào cũng luôn nha. Quất bục đó ba cái thì nó có thể vượt qua luôn các bạn ơi. Cái giọng vượt qua để lên quất rồi xong thế là mình nói ok nó thành công. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ tiếp cho một con pha lên cuối cùng. Đây là một con pha lên là Jordan Boss nha, Jordan Boss. Đó là một cái mastery lên liên tục. Đó, cho nó đặt cái con bot đây ra cái tool này. Đó, sau khi mình đã kết xong cái con Boss con Jordan Boss này, mình sẽ kết thúc phần video đây nha. Đó, thì các bạn đã xem bộ 1 kênh mình nha, một kênh của các bạn nha.